Mình đã lên kế hoạch khoảng 2 tuần. Trong khoảng 2 tuần đấy là mỗi ngày mình ngủ khoảng 3 đến 4 tiếng để dành thời gian mình tìm hiểu cái đường đi nước bước để đi có thể đi về. Tường rào rất là cao và rất là nhiều bảo vệ. Tất cả giấy tờ tùy thân của bọn mình đều bị. Kể về quá trình trốn thoát khỏi động quỷ ở Lào, thanh niên khiến nhiều người kinh sợ vì quá giống trong phim. Mới đây, một nam thanh niên đã đăng tải đoạn video chia sẻ lại hành trình hết sức ly kỳ để có thể trốn thoát về từ động quỷ xứ Lào. Theo đó, do bị giữ lại trong khu vực hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, giấy tờ tiền bạc thì không có, bảo vệ dày đặc và nghiêm ngặt suốt 24 giờ. Thế nên, để một người trốn ra được bên ngoài là điều rất khó. Tuy nhiên, sau nhiều ngày thức đêm tìm hiểu lộ trình, cũng như nhân cơ hội được trả lại giấy tờ vì có phái đoàn thanh tra, nam thanh niên đã rủ thêm vài người nữa cùng thực hiện phi vụ một mất một còn. Bởi vì tất cả bọn mình đều bị ở bên trong một cái khu mà không được ra ngoài. Tường rào rất là cao và rất là nhiều bảo vệ. Ngoài ra thì tất cả giấy tờ tùy thân của bọn mình đều bị thu giữ hết. Bởi vì đến biên giới Việt Nam đến Lào là nó rất là xa, khoảng độ tầm 600-700 cây. Mà nếu lên trên Viêng Chăn để mà lên đại sứ quán thì cũng phải khoảng độ 700 cây. Mà trong khi đó bọn mình không biết tiếng. Thế nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là may mắn khi mà đúng cái đợt công an Lào họ kiểm tra thì là công ty nó cũng biết hết tất cả mọi thông tin rồi. Thế là kiểm tra cho lấy lệ thôi. Nhưng mà đến cái đoạn công ty vào kiểm tra thì là nó thả cửa cho bọn mình đi ra ngoài từ ngày 15. Thì đến ngày 17 mình trốn đi ra ngoài, nó thả cho đi ra ngoài được tự do để tránh cái trường hợp mà bị liên quan đến vấn đề bắt nhốt trái phép người ấy. Thế là sau đó công an vào kiểm tra thì nó mới hỏi vấn đề giấy tờ. Thì công ty nó mới nói là bọn mình đưa giấy tờ cho công ty, hộ chiếu công ty để công ty nó làm giấy tờ cho. Sau đó là công ty nó mới phát lại hộ chiếu cho. Thì trong vòng 5 phút trong tay mình cầm hộ chiếu rồi, mình mới có nói với một thằng em nữa là đã lên kế hoạch trốn về cùng. Thì là hai em ra nhà vệ sinh và bàn nhau và trốn thôi. Trong lúc đó là trong người là không có nhìn nào cả. Thì hai thằng kéo thêm được một thằng nữa là ba. Thì đi ra ngoài. Ra ngoài thì đi ra ngoài bình thường, có nghĩa là về không cầm một cái gì ngoại trừ cuốn hộ chiếu. Đi ra ngoài thì nhảy taxi đi đón thêm một thằng nữa là bốn thằng. Thì thằng kia nó không hộ chiếu nên là đi được một đoạn thì là bọn mình xuống xe để đi xe khác. Bởi vì mình cảm giác như cái đi xe đấy nó không an toàn khi mà nó liên tục nó gửi tin với ông nhóm. Thế là xong, sau đó mình đã có một cái dự cảm không này rồi. Thế là mình nhảy lên một cái taxi khác và đi, mình chỉ nó ra là cửa khẩu Lào, Thái Lan thì nó ngay gần đấy. Nhưng mà nó lại chở mình rất là lòng vòng và liên tục gửi tin vào trong nhóm. Mình đã rất là sợ. Và sau đó là nó chở mình đến cổng của đặc khu. Thì ở đây bọn mình lại gặp một trường hợp nữa, đó là không thằng nào biết tiếng. Mình thì biết một chút tiếng Anh, còn một thằng thì biết một chút tiếng Trung nhưng mà không đủ để giao tiếp. Thế là thành ra là nó khi nó hỏi giấy tờ các thứ thì bọn mình có giấy tờ nhưng mà không cách nào có thể để nói chuyện được. Thế là nhờ hết người loại người kia gọi điện như các thứ để phiên dịch cho, nhưng mà cuối cùng không được. Thế mình đã phải nhờ rất là nhiều người ở tại đó. Thế là mất khoảng độ 30 phút. Trong khi đó thằng taxi nó cứ quay phim và thỉnh thoảng nó lại chụp ảnh bọn mình để nó gửi đến nhóm. Thì lúc đấy là trong đầu xác định là khả năng là sẽ bị bắt. Xong rất là may, đến khi mà có một người Trung họ hiểu cái vấn đề, họ giúp bọn mình là bọn mình thoát được ra khỏi cửa khẩu cửa đặc khu. Thế là nhảy xe thì mình thấy có biến rồi. Thế là mình giả vờ như cãi nhau với hàng kia, thế là đòi xuống xe luôn. Đòi xuống xe phát trả tiền taxi, cái là trong mình hô hai hàng kia chạy. Hai kia chạy, thế là bọn mình chạy vào trong ngõ, tại vì không dám chạy đường lớn sợ bị bắt. Bọn mình chạy lòng vòng một lúc và sau đó là thấy có một quán cắt tóc có chữ người Việt. Thế là bọn mình chạy trong đấy thì vào mình nói cô ơi, tình hình là bọn con bị bán sang bên này, bây giờ bọn con trốn ra ngoài, cô cứu bọn con. Thì cô đấy là người Huế, rất là may mắn là cô đã giúp và cô thuê cho nhà nghỉ. Thì đến khi bọn mình vào trong nhà nghỉ thì đã xác định trong đầu tư tưởng là
bây giờ chỉ cần ai xông vào đây thì thôi mạng thằng nào ấy giữ. Nói lúc đấy là một sống hai chết rồi. Thì mình có gọi điện cho gia đình mình để nói tình hình, là bởi vì trước đây mình giấu gia đình mình là mình ở bên đấy. Mình gọi điện về cho gia đình mình để nói là nếu trưa mai con không liên lạc về thì là biết là con bỏ mạng bên này rồi. Lúc đấy trong tư tưởng của ba thằng luôn là một sống hai chết, chứ thực ra lúc đấy bọn mình rất là trong tâm trí rất là cuồng cuộn rồi. Chờ từ bọn mình trốn từ 2:30 chiều mà chờ đến 9:30 tối, ba thằng không ăn uống gì, với cả cái trong cái tư thế là lo sợ. Đến lúc 9:30 tối là xe đến đón thì là khi ngồi lên xe vẫn rất là lo lắng, rất là sợ, nhưng mà thôi lúc đấy là xác định là chẳng còn gì để mà phải sợ rồi. Thế lên xe mà xe di chuyển từ 9:30 tối đến 12 giờ trưa hôm sau mới đến cửa khẩu Lào Việt Nam ở Điện Biên ấy. Nhưng vẫn chưa sang được Việt Nam tại vì chưa họ nghỉ. Thì đi cái đường núi của Lào ấy, thì thực ra lúc đấy đi là thôi nhắm mắt vào, sống hay chết là do lái xe, tại vì đường nó rất là kinh khủng. Đấy, nhất thứ hai là tiếng tăm mình cũng không biết, thì thôi là phó mặc tất cả thôi. Thế là trưa hôm sau bọn mình về đến Việt Nam. Lúc đấy là khi sang Việt Nam là hơn 1 giờ, thì là công ty nó lại còn không đóng mộc cho, nên bọn mình đều bị quá hạn tầm 2 tháng. Thế nên là mỗi thằng lại mất mấy triệu nữa. Nhưng thực ra lúc đấy bảo là nếu để trưa mai thì chỉ mỗi thằng mất mấy trăm nghìn thôi, nhưng mình bảo thôi giờ 1 giây 1 phút cũng không ở lại nữa, nếu mà có về được thì về sớm nào hay lúc đấy, cuối cùng mỗi thằng mất thêm mấy triệu tiền đóng mộc nữa. Thế là bọn mình về được đến cửa khẩu Tây Trang Điện Biên, thì lúc về đến Việt Nam mới biết là sống. Trong ba thằng luôn có tâm niệm bảo nhau thôi có chết thì cũng chết ở Việt Nam. Thế nên là đến khi về Việt Nam thì thực sự là mình rất nước mắt. Không may mắn như ba thằng mình, là khoảng độ 1 tháng sau là có 4 bạn nữa trốn, cũng đều mới sang không trốn, thì 2 bạn nữ trốn thoát được về, còn 2 bạn nam thì không biết làm kiểu gì mà cứ loanh quanh ở gần khu ấy, cuối cùng bị bắt lại. Và khi bị bắt lại thì cái vấn đề sẽ bị đưa đi đâu và sẽ bị làm những gì thì cái đấy thì không ai biết được nữa, tại vì là sẽ mất liên lạc luôn. Nên là mong mọi người hãy cẩn thận với những cái mối quan hệ mà rủ dê đi làm việc lao động tại nước ngoài, và cẩn thận với những cái mối quan hệ trên mạng. Nếu mà không gọi video thì tốt nhất là thôi dừng, mà kể cả gọi video thì bây giờ nó không thiếu gì cái công nghệ để có thể đánh lừa chúng ta, thế nên là hãy tỉnh táo. Nhiều người sau khi nghe qua câu chuyện của nam thanh niên đã không khỏi rùng mình trước những gian nan mà mọi người đã gặp phải trong suốt quá trình mấy ngày mấy đêm trốn khỏi động quỷ. Đây cũng là lời cảnh báo đến tất cả mọi người, không nên nhẹ dạ cả tin, nghe lời ngon ngọt của người khác dụ dỗ đi làm việc nơi xứ người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.